Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình Tài tử với phiên bản tài năng tổng hợp. Và ngày hôm nay thì gia đình nào sẽ tham gia để nhận giá trị giải thưởng 10 triệu đồng đây quý vị? Chúng ta hướng về màn hình. Cô ơi, cho con hỏi cái địa chỉ là 702/6 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5 là ở đâu vậy cô? Nhà của chị Phạm Thị Ngọc Lan mà làm bánh cô. Ra hết đường luôn là số ngoài đó đó. Dạ rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc chị buôn bán thật là đắt nha. Xin chào chị. Đây, 702/6. Dạ con chào cô. Ngày hôm nay là con vượt đường xá xa xôi đến đây là để mong gia đình mình chấp nhận một đệ tử rất là mê làm bánh. Là con tầm sư học đạo. Dạ đúng rồi, con cảm ơn cô. Dạ sư phụ ơi, cho con hỏi là bây giờ là bước đầu tiên con là con làm cái gì đi cô sư phụ? Sau khi mình đã đánh xong phần trứng rồi mình trộn bột rồi. Bây giờ con bột đã trộn xong rồi con cứ đổ vô đây. Đổ đây, bây giờ con mình đổ tráng mỏng ra. Tráng mỏng. Đổ một chỗ cũng được, nguyên tắc là đổ chính giữa thôi. Sau khi được trải nghiệm với việc học làm bánh, Dương Lâm liền tìm hiểu thêm một bí mật của gia đình. Dạ cô Lan ơi, cô cho con hỏi cô Lan. Cô không phải là cô Lan. Ủa chứ nãy giờ cô nói chuyện không phải cô Lan cô hả? Cô là mẹ của cô Lan. Cô trời Lan đây. Trời ơi chị Lan, nãy giờ em nói chuyện quá trời mà em cứ tưởng chị là... học phụ em. Ủa vậy hả? Chị với sư phụ em. À tức là mẹ của chị hả? Rồi em chào chị. Văn sư xuất cao đồ. Dạ. Vậy đây bây giờ là cái phần trang trí là đã coi như xong rồi hả chị? Dạ cô cho con hỏi một cái vấn đề tế nhị xíu nha. Dạ. Tức là cái thu nhập của gia đình mình một tháng khoảng bao nhiêu? Giờ với cái tiền làm bánh này cô? Khóa như vậy là cô chỉ lấy có 5 triệu thôi. Bây giờ là cô có muốn là cái thu nhập của mình sẽ cao hơn cái 5 triệu đó không? Muốn chứ đúng không? Vậy bây giờ con xin giới thiệu với cô. Đây, cô biết tên gì chưa? Đâu gia đình mình đọc lớn cho con nghe coi. Gia đình Tài tử. Đúng rồi. Con xin giới thiệu với cô, con chính là sứ giả của chương trình. Và ngày hôm nay con sẽ đem niềm vui cũng như là đem những cái thử thách đến cho gia đình mình. Xuất thân gốc miền Trung, chị Ngọc Lan cùng bố mẹ vào Nam từ khi còn trẻ. Sau khi kết hôn cùng anh Trần Long Hải và có hai con trai, nhưng hiện tại chị vẫn sống cùng mẹ ruột của mình là bác Lê Thị Mỹ, 58 tuổi. Và hãy cùng đón xem sự bất ngờ gì sẽ đến với gia đình. Dạ, gia đình mình con thấy là cái nghề làm bánh này phải có cần nhiều yếu tố, nhất là trí tuệ nè, thứ hai là phải khéo tay nè, thứ ba là phải chịu khó, phải siêng năng mới có thể làm được cái bánh như thế này. Và bây giờ gia đình mình muốn cái thử thách của gia đình mình sẽ nghiêng về cái gì? Rồi, 1, 2, 3 la, la, la. Không phải hình của em đâu. Trời ơi, đâu lăn già dữ vậy. Dạ không có, cái này là nghệ sĩ khác. Rồi, bây giờ gia đình mình đã cầm cái đạo cụ trong tay. Gia đình mình đã đoán cái thử thách của gia đình mình là như thế nào chưa? Em nghĩ là có thể là làm bánh sinh nhật cho họ. Chắc là bây giờ cái xu hướng mới á. Dạ. Là người ta sẽ in hình của diễn viên hoặc là cái người nhận được ở bánh sinh nhật thẳng lên trên cái bánh luôn. Này chắc cũng giống như mẹ, chắc cũng in hình lên bánh quá. Đừng bắt em vẽ nha. Em sợ vẽ. Dạ, bây giờ thử thách của gia đình mình đó chính là nhớ tên 120 diễn viên Việt Nam. Khi hình ảnh từng diễn viên hiện lên, người chơi sẽ phải đọc đúng tên của diễn viên đó. Có tổng là 120 diễn viên theo quy định của ban tổ chức. Lưu ý, hình ảnh các diễn viên sẽ được chọn ngẫu nhiên, không theo thứ tự định sẵn. Khi bắt đầu, cứ 2 giây sau, nếu người chơi không có câu trả lời, thời gian 10 giây đếm ngược sẽ được tính. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không trả lời được, xem như thất bại và dừng cuộc chơi. Phần thi thất bại, nếu người chơi đọc sai tên một diễn viên bất kỳ. Tên bánh có lẽ là sẽ dễ thuộc hơn. Dám đâu, con thấy là nghệ sĩ là dễ thuộc nhất luôn á. Lá có tên con ở trong là không bao giờ quên. Không, dạ. Tên con thì không thể nào. Cô hồi nãy con hỏi cô là trong vòng một tuần là cô dạy được 5 triệu đúng không? Và đây chỉ là thử thách giúp cô có thể trong một tuần kiếm được gấp đôi số tiền đó. Trước khi chia tay của đoàn, cô có một quà tặng cho Lâm. Dạ. À, đây là món quà sinh nhật đúng không cô? Dạ, cảm ơn gia đình mình đã cho em món quà thật ý nghĩa. Và bây giờ em xin đi qua những gia đình khác. Xin chào gia đình. Rồi, chào. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón gia đình chị Ngọc Lan. Xin chào cả nhà. Ủa mình làm bánh bao nhiêu lâu rồi cô? Cô làm từ năm 75 tới nay. Cô làm nhiều loại bánh không?
rất là nhiều loại bánh. Thí dụ giờ nói cô có nhớ những loại bánh nào không, đồng loạt thử xem. Dòng sản phẩm của châu Âu thì có như là tiramisu, Monte Carlo, Les Opera, hoặc là sacher, macaron, tiếp tục banana bread, hoặc là strawberry cheesecake. Đó là dòng sản phẩm của châu Âu. Còn Việt Nam thì bánh gì cô? Còn Việt Nam mình thì có như là bánh bò, bánh da lợn, bánh thửng, bánh đậu xanh, bánh khoai mì, bánh cú, bánh càm, bánh tét. Đúng rồi. Nhưng mà cô thì cô dạy theo cái dòng sản phẩm của châu Âu nhiều hơn. À vậy à? Con biết làm bánh trong bà ngoại không? Dạ không. Con biết ăn bánh không? Dạ biết. Con thích bánh gì nhất bà ngoại làm? Dạ Les Opera. Con có ước mơ gì không? Dạ muốn trở thành nhà bác học. Chúc cho con trở thành nhà bác học nghiên cứu về bánh nha. À, xin hỏi anh là ông xã của chị Lan đúng không ạ? Dạ đúng. Bây giờ hỏi thử anh có nhớ diễn viên Việt Nam nào không? Tất cả các lĩnh vực. Trước tiên là em nhớ anh trước, anh Quyền Linh trước. Ha, đứng kế bên mà. Rồi. Với anh Thành Lộc, Hữu Châu. Nhanh lên. Lý Hùng, Diễm Hương, Diễm My, rồi Hoài Linh. Một số thôi. Vậy thôi đó hả? Đây là một trong những cái thử thách mà cô Linh nghĩ rằng rất là dễ nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Nhưng mà để một tuần xem một tuần qua chị Ngọc Lan và gia đình sẽ tập luyện như thế nào, mời quý vị chúng ta đến với những hình ảnh sau đây. Dù đã hoàn tất việc sứ giả nhưng Dương Lâm vẫn ở lại tập luyện cùng gia đình. Chị, nghệ sĩ gì đây? Dương Lâm. Hay quá. Cô ai đây? Ai đây? Trời ơi quá trời. Nổi tiếng quá, ôi thật. Dạ, bọn nó lộn lý đức chết luôn á. Không khí thật háo hức khi bước đầu đã tràn đầy tiếng cười. Còn con biết diễn viên gì không? Diễn viên đóng hả? Diễn viên. Đúng rồi. Ai đây? Việc ghi nhớ công thức làm bánh là sở trường của gia đình. Nhưng trong 7 ngày phải nhớ được tên của các diễn viên Việt Nam thì không phải là dễ dàng. Từ sau khi nhận thử thách, ngoài công việc hàng ngày là làm bánh, chăm con, nấu ăn cho gia đình, hôm nay lại có thêm một việc mới, đó là nhớ gương mặt diễn viên. Và đây là phương pháp học của chị Lan. Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy? Mẹ đang ghi tên vô hình. Hồi nãy mấy bữa nay mình học là học theo cái dạng là trả bài, đúng không? Mẹ đưa hình lên, con đưa hình cho mẹ nên đọc tên đó. Bây giờ mẹ sẽ tự ghi tên của mấy người diễn viên phía sau à, để một hồi kiểm tra mình ghi đúng hay không à, là thuộc chắc chắn. Xong rồi phải tập cái phản xạ nhanh nữa. Nhưng có phải phương pháp học này sẽ tối ưu chăng? 5, 5 4, 4, 5, 2, 8, 4, 4 2, 8, 3. Mặc dù xác suất thành công khá cao, nhưng chúng ta hãy xem lại lý do không thành công ấy. 8, 4, 2, 8, 3. Trình đất. Ê, thấy anh. Ngoài việc nhớ chính xác tên 120 diễn viên theo quy định thì chỉ cần sai tên đệm của một diễn viên cũng xem như thất bại. Học thì em học thuộc rồi, nhưng mà có những cái khó như là hai cái tên gần giống nhau, Lý Mình với Lý Hùng. Là em hay bị giống như bị lẹo lưỡi nói họ cái là lộn Lý Mình với Lý Hùng thì mình biết. Hoặc là giống như là mình nhìn cái tự nhiên học thuộc hết giờ cái nhìn cái hình nó không biết tên gì, tự nhiên quá trời nhiều tên hiện trong đầu thì mình không nhớ, phải có vài giây mình định hồn lại thì mình nhớ được cái tên là gì. Bởi cũng rất là lo khi mà em sợ lên mà hả thi mà mình thua. Nhưng vất vả vẫn không chùn bước khi bên cạnh chị Lan luôn có chồng và con ủng hộ. Yeah, coi mấy chương trình mà phát sóng kỳ rồi á, là em thấy lúc mà thi á, anh Quyền Linh á, đứng ở phía sau nói cái người thi rất là hồi hộp. Bởi em sợ đến khi em á, cũng bị áp lực như vậy, cái là em bị nói sai là em thua. Anh Quyền Linh nhớ đừng có phụ em nhé. Thấy con gái vẫn chưa đạt được 100% tự tin, mẹ của chị hơi lo xa, cũng đành tự học và mong có thể thay con gái đi thi. Trời ơi, biết đạp không à? Mua xe đạp thôi, để mẹ con thi đi. Bà ngoại già rồi, con về phòng ngủ đi. Bà ngoại coi, để bà ngoại coi. 11 giờ rồi cho em ngủ đi con. Tắt đèn đi, để con nó thích nó đi theo bà ngoại hoài nè. Nhân vật chính vẫn đang lo lắng làm sao để nhớ được hết 120 diễn viên thì các nhân vật phụ lên tiếng. Con muốn coi thị dục để góp cho người nghèo.
7 ngày tập luyện là 7 ngày của hạnh phúc cùng mẹ, cùng chồng và hai con và mọi người trong gia đình. Quả thực không thể nào quên được. Liệu thời khắc quyết định tại trường quay, ai sẽ là người bước lên bục thi đấu? Theo chị Lan thì cái khó nhất để mà nhớ 120 diễn viên là gì? Có những tên thì trùng nhau, gần giống nhau thì làm cho mình bị nhầm lẫn và mình bị lộn cái tên. Có lần nào chị đọc được một loạt 120 diễn viên chưa? Dạ có, cũng có lần đọc được một loạt rồi có cái xong mà nghỉ hồi ôm lại cái quên. Sau một tuần luyện tập, chúng ta sẽ cử ai để chinh phục thử thách của chương trình? Gia đình quyết định cử Phạm Thị Ngọc Lan để ra làm cái thử thách này. Và chị Lan sẽ là người thực hiện thử thách. Tất cả sẵn sàng? Sẵn sàng. Cố lên. Và bây giờ xin mời thử thách. Thử thách nhớ tên 120 diễn viên Việt Nam. Khi hình ảnh từng diễn viên hiện lên, người chơi phải đọc đúng tên của diễn viên đó. Khi bắt đầu, cứ sau 2 giây, nếu người chơi không có câu trả lời, thời gian 10 giây đếm ngược sẽ được tính. Sau 10 giây, nếu người chơi vẫn không trả lời được, thì xem như thất bại, dừng cuộc chơi. Phần thi cũng thất bại nếu người chơi đọc sai tên một diễn viên bất kỳ. Bây giờ thì cô có thể nói gì với chị Ngọc Lan? Ngọc Lan ơi, cố lên con. Dạ. Quan trọng là ông xã. Em tự tin 100% không? 120%. Hung bản cái động viên tinh thần đi. Chút xíu nếu như mà đọc hết 120 diễn viên thì hung 120 cái nha. Chịu không? Ok. Mời chị Ngọc Lan, chúng ta bước về phía trước. Mười triệu hay một triệu? Chị Ngọc Lan đã sẵn sàng? Dạ. Bắt đầu. Bình Minh, Chi Bảo, Hoài Linh, Khương Ngọc, Lương Mạnh Hải, Mai Phương, Lê Tuấn Anh, Lương Thế Thành, Cao Minh Đạt, Xuân Bắc, Lê Khánh, Cát Tường, Ốc Thanh Vân, Hoài Quyền Linh, Thùy Trang, Kim Hiền, Ngọc Trinh, Trịnh Kim Chi, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Thúy, Trương Ngọc Ánh, Thái Hòa, Minh Thư, Công Ninh, Đình Toàn, Nguyễn Hải, Kim Oanh, Tường Vi, Minh Tiệp, Trung Hiếu, Vân Dung, Trương Minh Cường, Minh Hòa, Trọng Trinh, Võ Hoài Nam. Vi Cần, Mai Thu Huyền, Thanh Thanh Hiền, Hoàng Hải, Kiều Thanh, Thúy An, Vi Cường, Tiến Quang, Quỳnh Nga, Trần Đức, Minh Thảo, Kim Xuyến, Phú Đôn, Quỳnh Hoa, Trung Anh. Lý Huỳnh. Wow. Khi nãy chị chia sẻ trên đoạn video clip, chị nói rằng chị hay nhầm lẫn giữa Lý Huỳnh và Lý Hùng. Đây là Lý Hùng, con của Lý Huỳnh chị ạ. Rất tiếc chị Ngọc Lan ạ, phải nói là khán giả cũng hồi hộp theo. Không có sao hết trơn á. Thôi vui thôi. Không có ảnh hưởng gì hết. À, dù sao thì cũng rất là vui ha. Chúc gia đình thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng gia đình giá 1 triệu đồng và quan trọng là bằng khen cũng như là kỷ niệm trương của chương trình. Và bây giờ thì Quỳnh Linh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với gia đình nào đây? Mời quý vị hướng về màn hình. Đây là 864 nè.
Dạ cho sứ giả hỏi phải nhà của chị Thanh Dung không ạ? À? Dạ. Dạ em chào chị. Dạ em là sứ giả chương trình gia đình tài tử. Dạ. Chị Nguyễn Thanh Dung, người đăng ký tham gia chương trình, 31 tuổi, là nhân viên công ty Vissan. Chị Dung đã lập gia đình và sinh sống cùng nhà chồng tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đến với chương trình, chị Dung mong muốn gia đình sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau, cùng nhau thực hiện thử thách. Hôm nay thì sứ giả đến đây, dĩ nhiên là sẽ mang theo một thử thách cho gia đình mình từ chương trình. Có ai biết về một câu chuyện cổ tích của Việt Nam là chuyện tắm cám? Thì trong đó có một thử thách, có một cái chuyện gọi là... Đoán ra không? Thử thách là gì? Tìm trầu. Dạ không phải luôn, thử thách là gì? À, nó hơi tương tự rồi chứ không giống hoàn toàn. À, bốc đậu á, lựa đậu hả? Hay quá, đúng rồi. Chính xác luôn. Đây. Đậu. Thử thách gắp đậu. Trong 1 phút 15 giây, người chơi sẽ dùng đũa để gắp và di chuyển 30 hạt đậu từ đĩa này sang đĩa khác. Phần thi thất bại khi hết thời gian quy định, số hạt đậu chưa được gắp và di chuyển sang đĩa. Phần thi cũng thất bại nếu trong quá trình thực hiện có bất kỳ một hạt đậu nào rơi ra ngoài đĩa. Lưu ý, hai đĩa bằng nhau, khoảng cách giữa hai đĩa là 20cm. Tất cả đạo cụ là do ban tổ chức cung cấp, bao gồm đĩa sứ, đường kính khoảng 15-20cm, đũa gỗ hoặc inox. À, ai sẽ là người thử trước nhỉ? Em. Chị à, rồi, mời chị. Chuẩn bị, 1, 2, 3, bắt đầu. Nó chơi mà nó dễ lắm. Đậu ngoài chơi mà nó chịu. Để em mới tập chứ. Không ăn thôi, tập đi đó. Đó, để giờ thua rồi đó. Rớt. Khó. Hết giờ. Rớt ra 3 lần nữa. Phải nói là thử thách rất khó, sứ giả công nhận khó thật. Nhưng mà đúng rồi, một tuần. Một tuần thì chắc chắn gia đình mình sẽ luyện tập được. Rồi vậy thì bây giờ không làm phiền gia đình nữa, để gia đình cùng luyện tập với nhau. Sứ giả xin phép được ra về. Tạm biệt cả gia đình. Tạm biệt sứ giả. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào đón gia đình ngày hôm nay đến với chương trình, xin mời. Xin chào chị. Ủa chị đang bầu bì vậy sao, đăng ký đi thi làm cái gì? Thì sự mình lưng sao không định đăng ký dự thi cho con rể mình thi. À. Ờ, nhưng mà không ngờ cái bắt được thử thách này á, để cho vợ thi, con gái mình thi. Anh chị được mấy cháu rồi? Dạ được một, đây là anh, với lại thêm đứa trong bụng. Còn kia là cháu hả? Dạ không, đây là em. Em? Dạ. Rồi mẹ đăng ký cho thi đúng không? Dạ. Sao mẹ không thi? Dạ cũng thi nhưng mà tập thử mà mình không thấy đường, nhanh quá không được, không thời gian đủ. 7 ngày qua chắc chắn gia đình cũng luyện tập rất là nhiều đúng không? Dạ. Chúng ta sẽ nhìn lại chặng đường 7 ngày qua xem rút kinh nghiệm như thế nào nha. Dạ. Mời gia đình ta hướng về màn hình. Ngay sau khi nhận thử thách chương trình giao cho, chị Dung cùng gia đình bắt tay vào luyện tập. Anh An chồng chị Dung xin rút lui khỏi thử thách bởi tật trúng tay của mình. Ba cô dỗ mẹ. Cô Vũ mà giống hết hơi quá làm sao? Thử thách này không dễ dàng một chút nào. Ngày đầu tiên xem ra không thể thành công được ngay. Chị Dung cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Mấy à? Sáng ngày thứ hai, anh trai chồng chị Dung là anh Mạnh sang chơi và cũng hỗ trợ chị tập luyện bằng cách bấm đồng hồ đếm giờ. Tốc độ gấp hạt đậu của chị Dung đã cải thiện hơn hôm qua rất nhiều, nhưng chưa đủ để hoàn thành thử thách đúng thời gian quy định. Ngày thứ ba, cô Thức, mẹ chị Dung qua thăm con và rất nỗ lực hỗ trợ chị Dung tập luyện. Bé Khang, con trai chị Dung cũng rất hào hứng với thử thách. Tốc độ di chuyển hạt đậu của bé rất nhanh, khiến bà và mẹ cũng phải ngạc nhiên. Chắc chắn chị Dung sẽ học được nhiều điều từ các động tác của con trai mình. Quá giỏi luôn, con thi được không? Sữa lại đủ, nhưng mà mình bóc về ngoài được đó.
Ngày thứ tư, hai mẹ con chị Dung tiếp tục tập luyện miệt mài. Sau 3 ngày, dường như tốc độ gấp đầu của chị Dung có vẻ giảm đi. Nguyên nhân là do cố gắng nên tay chị bị cắn cơ. Xem ra chị Dung phải tìm ra cách khác để tập luyện thôi. Cô Thức cũng thử sức với thử thách, nhưng quả thực không hề dễ dàng chút nào cả. Cũng như con thôi. Việc tập luyện của hai mẹ con đang đi trên đà bế tắc mất rồi. Nói chung là bị áp lực thời gian quá. Thời gian là nguyên nhân chính khiến chị Dung bị phân tâm, không thể thực hiện được thử thách. Thời gian cứ suy nghĩ là cứ làm vậy cho hết. Thử thách này hơi khó, thật sự rất khó, phải tập trung vô rất là nhiều, với lại áp lực thời gian rất là nhìn nặng luôn á. Ngày thứ sáu, cả mẹ chồng và mẹ ruột chị Dung cùng tham gia hỗ trợ chị tập luyện. Cổ vũ mà người cô dây. Có lẽ cô Phương, mẹ chồng chị Dung cũng rất lo cho chị. Thầy rồi. Không biết cái sao. Trước kết quả không mấy khả quan, mẹ con chị Dung nghĩ ra một cách. Đó là hai mẹ con sẽ chọn những hạt dẻ gấp ra trước, khó gấp để ra đằng sau. Bằng cách này, chị Dung đã tiết kiệm được nhiều thời gian tập luyện. Rồi, hết rồi. Rồi. Như vậy, sau 6 ngày vất vả, chị Dung cùng sự hỗ trợ của gia đình đã vượt qua thử thách của chương trình giao cho. Ngày cuối cùng, cả đại gia đình họp mặt tại nhà và cùng chúc chị Dung những điều tốt đẹp nhất. Liệu ngày ghi hình tại trường quay, chị Dung có vượt qua được thử thách? Vui quá. Vừa thi mà ăn nhậu linh đình luôn. Hôm qua trực tiếp thì thấy chúng ta đã làm được rồi, đúng không chị? Dạ. Nhưng mà làm được bao nhiêu lần? Dạ, cao lắm là 3 lần. Hôm nay có 1 lần thôi. Hy vọng chúng ta làm được. Dạ, em sẽ cố gắng. Chúng ta đón nhận thử thách của chương trình. Thử thách gấp đầu. Trong vòng 1 phút 15 giây, người chơi sử dụng đũa để gấp và di chuyển 30 hạt đậu từ đĩa này sang đĩa khác. Phần thi thất bại khi hết thời gian quy định, số hạt đậu chưa được gấp và di chuyển sang đĩa theo quy định. Phần thi cũng thất bại nếu trong quá trình thực hiện có bất kỳ một hạt đậu nào rơi ra ngoài đĩa. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai chiếc đĩa đúng vị trí 20cm, ghế ngồi theo yêu cầu của chị. Bàn đã sẵn sàng. Hàng ngày chị tập thì tôi thấy trên video clip là đôi đũa bằng sắt. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ có một đôi đũa bằng gỗ nữa. Chị có quyền lựa chọn. Dạ, cho em chọn thì em chọn đũa gỗ đi anh. Đũa gỗ? Dạ. Và xin mời chị bước lên phía trước. Ba mươi hạt đậu nành trong vòng 1 phút 15 giây. Trước khi thi thì gia đình có dặn dò và động viên chị Dung điều gì không ạ? Dạ, đầu tiên thì em cũng nói con gái là mình bình tĩnh tự tin. Mà thứ nhất là đừng quan trọng với áp lực về thời gian. Tại vì nói đúng là nếu mà có giải thưởng 10 triệu thì cũng tốt cho con. Rồi nếu mà không được thì 1 triệu cũng vui rồi ạ. Nói chung cũng động viên và cháu nữa, cũng cố gắng lên. 10 triệu hay 1 triệu? Bắt đầu. Mười lăm giây đã trôi qua, chị Dung vẫn đang tập trung hết sức mình. Liệu 30 hạt đậu nành có di chuyển được qua hết bên đĩa bên đây không? 10 triệu đang chờ chị. Chúng tôi tin rằng đây là một công việc rất quen thuộc với những bà nội trợ. Chị sẽ chiến thắng. Chúng ta còn 25 giây. Ơi, 20 giây. Cố gắng, đừng rớt giữa chân chị nhé.
10 giây. Chúc mừng chị Dung. Ôi, mừng quá mà Linh ơi. Tội nghiệp con đi làm về trễ mà có bầu nữa, tập tối ngày luôn. Làm tập đi làm về trễ gỡ nào nó cũng ngồi để tập riết mà thấy thương lắm. Mời chị Dung phát biểu cảm nghĩ trong giây phút này. Em không ngờ là em cũng làm được. Chứ bao nhiêu lần thử là ít khi nào làm được lắm. Rất là cảm động đúng không? Dạ. Hôm nay mẹ cũng rất là lo lắng khi mà chị gấp từng hạt đậu, từng cái nhịp tim nhảy theo từng cái hạt đậu chị gấp qua. Và cuối cùng thì cũng đã hoàn thành. Chúng tôi sẽ trao giải thưởng 10 triệu đồng dành cho gia đình của chị. Chúc chị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và chúc cả gia đình chúng ta luôn luôn thành công rực rỡ trên mọi công việc. Cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện sân chơi cho tất cả mọi gia đình. Xin cảm ơn khán giả đã ủng hộ chương trình của mình ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Gia đình Tài tử. Còn bây giờ thì Quỳnh Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.